Vì sao Tô Đại thối lui, chơi bài hai mặt, biểu hiện của sự thất thế? Công cuộc chống tham nhũng và công tác nhân sự của Tổng Trọng đã hoàn toàn thất bại. Đây là điều không thể chối cãi. Nhận xét về chất lượng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 lần này, chính tờ báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận mới quá nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 đã có 20 ủy viên Trung ương bị kỷ luật vì các nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều người đã bị truy tố trước pháp luật. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, hoàn toàn trái với điều lệ của Đảng Cộng sản. Công luận thấy rằng một trong những nguyên nhân thất bại đó là người đứng đầu Đảng đã nói không đi đôi với làm, tùy tiện khi ra các quyết định và không tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Quan trọng hơn, Tổng Trọng đã không gương mẫu trong việc chấp hành điều lệ Đảng trên cương vị là người đứng đầu. Để hạn chế sự chuyên quyền của vị trí Tổng Bí thư, Điều 17 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rất rõ ràng, chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Vậy mà, tại Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Trọng lại cử thêm một nhiệm kỳ thứ 3 nữa trên cương vị Tổng Bí thư. Ông Trọng tự đặt ra ngoại lệ, vừa tự cho mình là trường hợp đặc biệt để tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ 3. Từ sự vi phạm điều lệ Đảng một cách trắng trợn của ông Trọng đã khiến cho ứng viên đủ tiêu chuẩn để ứng cử chức Tổng Bí thư tự ý phá rào. Họ không còn ngồi yên chờ sự phân công của Đảng, chờ sự sắp xếp của nhân sự theo điều lệ Đảng quy định. Bất kỳ ai có đủ khả năng thì đều ra tay triệt hạ đối thủ bằng mọi thủ đoạn, mà Tô Lâm là một ví dụ rất điển hình. Cho đến nay, hai ghế trong tứ trụ đầy quyền lực do ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bỏ lại vẫn đang còn trống. Điều đó cho thấy mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng cấp cao là hết sức sâu sắc và không thể thỏa thuận, không thể dung hòa. Cũng qua đây thấy rằng quyền uy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã suy giảm nghiêm trọng và sự đấu đá trong nội bộ của Đảng đang ngày càng leo thang. Nhà báo David Hood mới đây đã nhận xét trên trang Asia rằng những nỗ lực tưởng chừng đáng khen nhằm triệt tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã trở thành những trò ăn thịt lẫn nhau thật cay đắng. Ông David Hood đã đề cập đến chuyện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một nhân vật hiếm hoi có vẻ là năng lực nhất trong số các quan chức hàng đầu của Đảng, vừa bị buộc phải nghỉ hưu. Và ông Hood cho rằng mọi thứ trong nội bộ của Đảng nay là một tiến trình rõ ràng. Con thú nào quyền lực nhất sẽ ăn thịt đồng loại để mà chiếm chỗ. Điều này tương tự câu chuyện đã xảy ra trước Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Lúc đó, nhờ vào Trung Quốc, ông Trọng đã hất được cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng về vườn để ông ngồi vào vị trí ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, lúc này, ông Tô Lâm lại có thái độ rất khó hiểu và khó giải thích. Mà còn đặt ra Bộ trưởng Tô Lâm đóng vai trò gì trong cuộc chiến vương quyền hiện nay? Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi báo cáo Tổng Trọng về kết quả của một số vụ án lớn, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an. Tướng Sô cho biết thêm, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn, theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy tướng Sô đang cố chứng minh với công luận rằng Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Công an chỉ thực hiện vai trò chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và theo ý muốn của Tổng Bí thư, không có chuyện tranh quyền đoạt vị với Tổng Bí thư như các thế lực thù địch kích động, xuyên tạc và bôi nhọ. Tổng Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Tuy nhiên, công luận cho rằng cách thể hiện của Bộ Công an không thuyết phục. Có người đặt câu hỏi tại sao ông Tô Lâm chỉ nhằm vào các ứng viên tiềm năng cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần 14 để mà chặt đi. Đó là các nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và sắp tới có lẽ là bà Trương Thị Mai. Trong khi đó, Tổng Trọng trong thời gian gần đây đã im hơi lặng tiếng, có lẽ vì chưa hết bàng hoàng trước những cú tấn công trực diện, vuốt mặt không nể mũi của ông Tô Lâm. Và không có bằng chứng nào, hình ảnh, ghi âm hoặc nhân chứng xác nhận ông Trọng đã nói những lời mà tướng Sô vừa kể trên rêu rào. Phải chăng Bộ trưởng Công an Tô Lâm và phe cánh đang sử dụng lá bài hai mặt trong canh bạc vương quyền nhằm che mắt thiên hạ, hay đó là những biểu hiện thất thế bước đầu của Đại tướng Tô Lâm
khi mà trong những đồn đoán về thái độ của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, tới đây chúng ta sẽ thấy rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Đại tướng thối lui, chơi bài, hai mặt, biểu hiện của sự thất thế là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trương Thị Mai dính bê bối ở Lâm Đồng như thế nào và vì sao khó thoát tội? Mạng xã hội đang loan truyền tin đồn sắp có vụ nổ cực lớn như thường trực, thưởng và huệ trong một ngày gần đây. Điều này đã khiến cho trưởng ban tổ chức Trung ương, thường trực ban bí thư Trương Thị Mai trở thành tâm điểm của dư luận. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 6 tháng 5 loan tin, bí thư thành ủy vắng mặt 10 ngày, bà Ngô Thị Mỹ Lợi tạm thời điều hành thành ủy Đà Lạt. Bản tin cho biết ban thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao cho bà Ngô Thị Mỹ Lợi, phó bí thư thường trực, tạm thời điều hành thành ủy Đà Lạt trong thời gian ông Đặng Chí Dũng đi vắng. Bản tin trên báo Tuổi Trẻ về việc bí thư thành ủy Đà Lạt tự nhiên mất tích. Theo đó, người vắng mặt tại cơ quan không có lý do là ông Đặng Chí Dũng, 57 tuổi, quê tại Tiền Giang. Ông Dũng từng là phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, sau đó lên giám đốc sở này. Tháng 12 năm 2020, ông Dũng trở thành phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 12 năm 2022, ông Dũng giữ chức bí thư thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025. Đầu tháng 1 năm 2024, tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Đặng Chí Dũng đã bị mời đi Hà Nội từ ngày 4 tháng 1 cùng với ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến ngày 24 tháng 1, ông Quận bị Bộ Công an khởi tố bắt giam, nhưng ông Dũng lại được thả cho về. Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ bê bối lớn tại siêu dự án Đại Ninh, khiến bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận và chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp bị khởi tố tạm giam do có liên quan. Hai lãnh đạo này được cho là có liên quan đến bà Trương Thị Mai trong việc bà Mai can thiệp và sửa kết luận thanh tra dự án thuộc công ty Sài Gòn Đại Ninh. Bà Trương Thị Mai và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt của công ty Sài Gòn Đại Ninh được Ủy ban Nhân dân Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 với tổng diện tích sử dụng lên đến 3.595 ha và tổng nguồn vốn đầu tư lên tới 25.000 tỷ đồng. Theo tiến độ đầu tư, dự án này được triển khai từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Tuy nhiên, kể từ khi được giao đất, giao rừng, chủ đầu tư đã để rừng bị phá và lấn chiếm hơn 368 ha. Đến năm 2017, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng 6,6 tỷ đồng. Nhưng đến giữa năm 2020, doanh nghiệp này mới chỉ nộp có 1,6 tỷ đồng. Đó là lý do khiến cho Thanh tra Chính phủ ra kết luận thanh tra vào tháng 6 năm 2020 đề nghị tỉnh Lâm Đồng cho chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất đã cấp cho dự án này. Tuy nhiên, sau gần một năm, vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký kết luận thanh tra số 1033 về việc sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra trước đó của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, kết luận thanh tra mới đã rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh trước đó. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh và gia hạn cho dự án này. Đây cũng là lý do vì sao ông Trần Văn Minh lại qua đời vào tháng 3 năm 2023 trong một cái chết đầy nghi vấn với lý do bị hoài nghi là chết để chạy tội. Đáng chú ý vào tháng 11 năm 2021, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có một văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên từ 25.000 tỷ đồng tới thành 30.000 tỷ đồng, tức là tăng 20%. Sau đó dự án này đã được sang lại cho đại gia Nguyễn Cao Chí và ông Chí dự định bán lại cho bà Trương Mỹ Lan. Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ trong vụ án này. Theo đó, tại sao vào tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án? Vì lý do gì mà sau đó một năm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh lại sửa đổi kết luận này cho phép
gia hạn sử dụng đất. Công luận đặt ra câu hỏi, việc thay đổi này có đúng quy định và hợp lý và cũng có những động tác từ đâu dẫn tới việc thay đổi này hay không? Xin nhắc lại, giới thạo tin cho rằng bà Trương Thị Mai đã lấy cương vị lãnh đạo cấp cao, nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Kể cả những cáo buộc bà Mai đã được bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận biếu một biệt thự khủng ở Sài Gòn bằng tiền tham nhũng. Chúng ta hãy cùng chờ xem câu trả lời từ Bộ trưởng Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Trương Thị Mai đã dính líu tới bê bối ở Lâm Đồng như thế nào và vì sao khó thoát tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.